Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một người đàn ông này đang đây nha mọi người, và mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Nghĩ đi mà xem, thương em phải chầm ngàn. Ai là người cạnh cùng em vượt qua tôi đi đây cả mình bức cái nghĩ đi mà xem, thương em phải chẳng ngần. Ai là người kề cạnh cùng em vượt qua ông tìm đi chứ tôi với Thịnh bó tay rồi. Cơ bản là mấy đứa bạn tôi kiểu nó không thích cái môi trường làm việc như thế này, hiểu không? Sao trời? Cơ bản là chúng nó kiểu bận học ấy. Nghĩ đi mà xem, thương em phải chầm ngàn. Ai đã ngay kề cạnh cùng em vượt qua. Ông còn tìm Long để tôi bảo lại anh Long. Hỏi anh Long. Nhưng mà con gái cơ. Bây giờ như nào được để tôi bảo anh Long luôn ấy. Nghĩ đi mà xem, thương em phải chẳng. Ai là người kề cạnh cùng em vượt qua. Chạy theo những cuộc vui tình ta sợ phải, nhờ sợ phải biết làm sao để buông tay người mình yêu. Mấy nữa trong đêm có đau nào, đau nỗi đau em lừa dối. Em mất cái thích cây về. Chạy theo những cuộc vui tình ta sợ phải, nhòa sợ phải biết làm sao để buông tay người mình yêu. Hát đến từ ca nhạc rồi. Nhìn no, ok, ok. Phúc nhau bé bé na tan vào bóng đêm lạnh lùng. Một mình em đi vơ vơ lẻ loi, nhặt ngôi sao vỡ rồi. Nhưng với anh người em phải làm sao để anh về đây. Vì lại cuộc cực tình ngày nào anh đã trao. Dù đau đớn những lúc phải khóc thì em luôn mong em mãi vui. Anh đang nơi đâu? Dù đau đớn những lúc phải khóc khóc vì trái tim vô tình thì em vẫn. Mà
sớm hết. Trong khi mà Hạnh cuộc phúc tình nhỏ của bé họ vỡ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng. Một mình em đi bơ vơ lẻ loi, nhặt ngôi sao vỡ là cuộc đôi. tình Nhưng với anh người em cuộc phải đời hơi làm sao sao? nghe đặt mà Thôi tình kêu. Nhưng với anh người em phải làm sao? Để anh về đây, về lại mối cuộc tình ngày nào ok anh đã trao. Dù đau đớn những lúc phải khóc rồi khóc correct. vì trái tim vô tình thì Ui à, ui rồi anh không rồi nè nè quên mẹ lời rồi rồi. hai rồi hai cái gì con Em cái đã gì nào cái xa gì đấy anh sợ vào quá trong một hai chiều rồi mưa bay. Em quên hết có đi chữ bao gì ngày, còn chữ đọng lại gì nó trên đôi đây mi. một thành ba là hoa có Anh biết những có chân lẽ thật làm lấp loe sai lại không dành cho anh. Phía cuối nơi chân trời, giữa con đường ta đi. Anh lau hết nước mắt, còn đọng lại trên đôi mi. vứt vứt Buồn ngủ quá. gì đấy cái gì nào rồi có lẽ bởi Dù vì anh là đang ở đâu, anh đang có những cái niềm à vui sướng nên dù có những khóc khóc vì trái tim sau vô này anh tình thì em vẫn luôn mong anh mãi vui. Dù anh đang ở đâu, à nhớ quá lời đẹp rồi. thế để đây đi để tặng như thế đánh cho nó bền. Từng ngày dài trong ngóng, anh chỉ muốn thấy em một lần. Để vậy nỗi À, để bao nhiêu nên số tha trong những giấc rồi mơ. tôi Dù ui rằng lòng vẫn biết, chưa đến ok lúc cái ta bài là này của cũng khá nhau. đẹp nha chịu rồi đẹp tí ui vãi một phát 24 máu này chưa rồi thì thôi nghỉ không chèo không chơi Đây nữa nha mọi người. chèo thôi. Dù đau đớn những lúc phải khóc khóc vì trái tim vô tình. Mọi người thấy mình có vẻ đang rất vui nhưng mà thật ra mình đang rất buồn. Để tặng cái này đi cho đánh chia ra hai nơi may là thắng Mọi người nói chuyện gì đi cho đỡ buồn. chán buồn quá tôi đang suy ô đi vào đang được này Ôi, buồn ngủ chảy cả tiếp nước được mắt. bắn tiếp được bắn tiếp được bắn tiếp được bắn tôi đang Ui. suy ăn hay quá Dù đau đớn những ok lúc mọi phải người khóc khóc vì trái tim vô tình thì em vẫn luôn mong anh mãi vui. Dù anh đang ở đâu, phúc nhau bay vơ nát tan vào bóng đêm lạnh lùng. Một mình em đi bơ vơ lẻ loi, nhặt ngôi sao vỡ đôi. Nhưng với anh ơi em phải làm sao để thắng anh ok về đây, về so lại nhiều một máu cuộc vãi cuộc tình ngày nào anh đã trao. Dù đau đớn những lúc phải khóc khóc vì nặng trái nha tim vô tình. ok hơi cú bắn hay quá thế mọi người tôi hẳn làm tiếp bắn tiếp ui khó rồi bắn đi tiếp tuyệt vời ui nghỉ không thôi hỏng rồi tôi khỏe quá nghỉ vậy cảnh ok nha mọi người Khi mọi yêu nào người đâu vỗ ai tay lên muốn mang về hết vỗ thương tay đi trong lòng. đúng Anh rồi yêu chân thành nhưng sao chuyện tình lòng đong đấy đứa làm trắng cô giấu đi hết muộn phiền. Yêu đuối tôi trong làm gì anh tôi biết lúc rồi đấy này để không ai thấy anh gục ngã trong cơn say. Buông tay để em rời đi như cách em đã chọn. Cố chấp vá để làm gì, em nên quên đi thì hơn.
quá khứ anh thôi khép lại và bước với hiện tại, người nơi ấy cho anh hạnh phúc tương lai. Kết thúc, phải kết thúc chuyện tình mình gọi là tương lai. Giờ cả hai phải buồn. Anh giữ cái này cho em với. Cô chấp đây làm chi? Mình hát đi. Biết không em, đoạn đường mà ta qua. Mọi người tô được chưa ạ? Tô được không ạ? Đây nha mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người tết tóc trong khi tôm màu nha. No. Mình đã xa em ở trong một chiều mưa bay, mang những yêu thương hòa chung câu ca với mây. Quên hết đi bao ngày, còn động lại trong nơi tim. Tết tóc. Yêu là được yêu, là được khen, là được nhớ, chẳng biết nhớ gì. Ui. Đang định ấn tắt nhưng quên mất là quay 30 phút. Đây. Ok vậy, đây. Đây. Đây đâu còn đầy. Dù đau đớn những lúc phải khóc khóc vì trái tim vô tình. Có bài gì để hát nữa không? À thì lòng em luôn mong anh mãi vui, dù anh đang ở đâu em sẽ ôm riêng yêu thương ngày xưa giấu trong nước mắt. Có những nỗi đau không là giấc mơ. Nghe tiếp không? Ngày hôm ấy em buông tay anh vì lý do gì? Ngày hay nói đi, đừng bắt anh phải nghĩ suy. Để rồi từng đêm thao thức để chan ướt đôi khóe mi, cũng chỉ bởi vì em ra đi chẳng lời biết lý. Về những ngày qua anh phải sống trong phố đông tim lạnh lòng say. Ơ, quên mẹ lời luôn mà. Tự dưng quá à mày. Phố đông tim lạnh lòng say, nhưng anh yêu mềm. Giờ em nơi đâu? Xin hãy trả lời một lần anh đi. Lý do hai ta kết thúc là tại sao? Tục tìm những ký ức anh thay lòng mình miệng nhau, mà tim nhói đau như găm 1000 vết sao. Vì em ra đi trong một câu chào, bao giờ anh cùng kỷ niệm hôm nào. Hoàng hôn đẹp nhất nhưng sao hôm nay lại buồn. Để rồi anh quá yêu em như người lại bước. Nhưng mắt em buồn theo màn đêm buồn xuống. Kết thúc là điều anh chẳng thể muốn. Từng mọi người ơi, mình sẽ hướng dẫn mọi người tết tóc nha. Không có kẹp ghim. À mọi người, ai mà tóc tẩy tết tóc thì siêu đẹp luôn nha. Nên rồi anh quá yêu em. Đây đợt này để kẹp vào đây. Cái vai kẹp Prada lại PPA về VL. Đây
Đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thành nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Kẹp này kẹp ở đâu thì đẹp nhỉ. Gương mài chéo đã bóp méo trái tim anh. Gươm tóc bết đã hết yêu anh. Gươm mái chéo bóp méo trái tim anh. Tuấn Anh tìm gươm mái chéo bóp méo trái tim Tuấn Anh. Đây là thời 89x sẽ chụp ảnh như thế này. Ồ, hồi xưa bà hai chụp ảnh kiểu. Xong rồi á, con trai phải mặc cái gì áo bó xong đóng thùng xong đứng để tóc sư tử xong. Em sắp ngày xưa để tóc sư tử không anh? Tóc đàn trường các thứ. Quá. À, có anh Quý. Lúc cái ảnh cũ của anh Quý có. Ngày hôm ấy em buông tay anh vì lý do gì? Người hãy nói đi. Mình sẽ hóa trang thành Hà Đoàn của ngày xưa nha mọi người. Ngày xưa Hà Đoàn trước khi đi học phải ngồi trong nhà vệ sinh 30 phút mới ra nha. Trang chuẩn bị trang điểm. À không phải, có nghĩa là tỉa tót tóc tai đi học ấy. Hồi xưa bà mi mẹ chửi nhiều ấy, vì tội ở trong nhà vệ sinh lâu mãi không chịu đi học. Đây. Hồi xưa Hà Đoàn để tóc đen nha mọi người, không để tóc mái chéo. Auto hồi xưa là mái chéo nha mọi người ơi. Mình vẫn nhớ sáng nào cũng phải mái như thế này. Đây Aduno nha. Tóc phải xù thêm một tí nữa. Ê, nhưng mà như này tôi vẫn xinh. Chứ mà có là đây, hồi xưa còn hay kiểu lè lưỡi một tí nha. Chú mèo đáng yêu. Ngày hôm ấy buông tay anh vì lý do gì? Đấm quý đang chết. Em chưa anh ơi. Thì anh lấy cái video này xong anh tìm làm thu nhá. Thu đẹp lắm. No. Thế à? No. Có biết bước bao nhiêu đâu mà. Anh cứ tìm đi, thu này ăn tầm phút thứ 16, 17. Chuẩn luôn. Nhất là cái khoản tạo dáng xong này. Tạo dáng còn đứng im một lúc mà. Nhưng mà xinh mà. Nhiều dáng thì anh sẽ chọn được vãi. Cho em về ngày xưa chắc em thành hot girl mất. Ok. Hot girl. Hot girl cô bé dâu tây. Hồi xưa em để trên Facebook là cô bé dâu tây. Phải hai cái S liền. Ruby Hương với cả cô bé dâu tây. Alexander Hương bơ vơ. Ruby Hương, Hương Ruby nha mọi người. Hồi xưa mình có biệt danh là cô bé dâu tây và Hương Ruby nha. Ok nha mọi người. Đấy là hồi lớp 6. Hồi lớp 6 biết trên Facebook và nó sẽ như vậy. Ngày hôm ấy em mơ tay ai về lễ do về. Ôi, băng điện thoại, không chơi. Ừ, theo. Không chơi điện thoại nha. Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa. Xong chơi tàn.
cười cho em đêm lung linh và tiếng sông nổi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề bản quyền sao được em hát mà. No, không phải bản quyền nữa. Đau lời. Em bị tông điếc mà anh không biết hả? Em bị tông điếc mà. Khó vậy. Em bị tông điếc mà không biết hả? Đây là vừa hát vừa tô màu. Văn nghệ đây, nên là tổ chức văn nghệ. Đây rồi, bây giờ mình sẽ tô nốt nha. Đấy là em hát chơi thôi, em mà hát thử tế thì chắc phải mở cả showbiz ở đây mất. Nhét vai. Nói cái gì vậy? Hay quá, trời ơi, chuẩn đáng yêu. Ai chưa lấy được đấy? Hồi xưa anh có xem cái nhóm BBBG không anh Đức? Beautiful Boy. Ông xem đấy, cái phim kiểu cái nhóm mà BB Trần đóng hay đóng phim hài ngắn ấy. Biết cái đấy không? BBBG. Tôi xem mấy phim Việt. Anh biết cái đấy không? Có. Anh sắp biết cái đấy không? BB Trần là 5S hả? Không phải, hồi xưa chị gái cho tôi xem mà tôi nghiện quá. Nó mấy cái kiểu làm mấy cái phim hài ngắn ấy. Ngày xưa mấy cái kiểu dạng phim hài ngắn hay. Mấy cả xem cái á, chầu cau công chúa à? Chầu tam cua trống cái gì ấy? Cái đấy của Đam TV. Đam trưởng á? À? Không, Đam TV nó là cái nhóm kiểu cũng đóng phim hài giống như kiểu BB Trần hay BBG, BBBG. Hồi xưa có cả Kevin Khánh đóng BBBG mà. Đây này, YouTube. Hồi xưa hay xem mấy cái đấy vãi. Hồi xưa nhiều view. Chầu hoan cua trống. Chầu hoan cua trống đây nè. Chầu hoan công chúa. Đây nè, cái phim này nè. 30 phút mà hay vãi. Đây này, phim này nè. Xem cả BB và BG thang máy, xem cái thang máy hay. Hoặc là cái sắc đẹp, đẹp và xấu với cả đây nè. Kinh, mấy cái này hồi xưa nhiều người phết, nhiều người xem. Toàn mấy triệu lượt xem. Nhưng mà kiếm ý. Đây 11 năm trước rồi. Chầu hoan cua trống này. Chầu hoàn châu công chúa. Hoàn châu công chúa. Chầu hoan cua trống, hoàn châu công chúa parody. Này xem cái BBBG này, người ta quay buồn cười vãi chưởng. Nhưng mà mấy chị bây giờ nhìn lại thì lại không xinh nữa. Kiểu không còn nét như hồi xưa nữa. Xinh sao được, trời ơi. Kim Nhã hồi đấy xinh mà bây giờ xấu vãi. Con này vào. Ok. Ok. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người, mình tô đi ạ. Tuấn Anh nhái. Rất là mệt. Hồi xưa có cái gì hay xem đó nhỉ? Gửi cho anh của Khởi My. Gửi cho anh. Biết nhạc thôi không biết lời rồi ạ. Chả sao hồi xưa mình kiên nhẫn xem hết cả hai phần này. Kinh thật, 5 năm sau nó mới ra cái gửi cho anh hai.
Nhưng mà nghe chắc là gì? Hay mà không phải nó vẫn là phim, nó vẫn là cái bài đấy nhưng mà nó làm phim khác, à, nó kiểu nó làm tiếp cái phần đấy. Giờ anh đâu ra? Bài gì á nhở? Tôi lấy cái này Ừ. cho bạn. Bài hồi Không xưa nghe bà nhỉ? Hà hay nghe nhỉ? Từ ha lấy cũng cũng như nhau mà. Trời. Tự tạo qua đấy đi. Đàm Vĩnh Hưng giờ còn ra nhà không vậy? Anh Đàm. Đàm Vĩnh Mr. Hưng đấy, Đàm. mới gần đây vẫn ra mà. Nhưng mà có thấy nổi đâu nhỉ? Nhưng mà ông đấy có giàu không? Hình như trước Đàm Vĩnh Hưng đi tù hay sao? Chắc giàu đi. Thấy bảo giàu nhất Việt Nam. Như chỗ đấy. Thế ai là người giàu nhất Việt Nam? Bùi Tiến Long. Phạm Nhật Vượng. Ok, Ông Phạm Nhật Phạm Vượng là Nhật ai vậy? Vượng mà còn không biết á? Bà Không. bà cảnh sát này. Đó. Không đấy À, bà ấy thì là bà kiểu thắng gần như thắng những nổi. ai là người giàu nhất Việt Nam? Ok, cho một người tôi đây. Phạm Nhật Vượng. Phạm Nhật À, Vượng. Phạm Nhật Vượng. 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 Phạm Nhật Vượng là ai? Không biết luôn à? Không biết thật ông, À, cái ông chỉ vãi. nghe thấy ông ấy nghe tên đấy Của thôi. VinFast ấy. VinFast ấy. À, tổng thống đấy à? À nhầm, Tổng thống. tổng Ồ, chủ tịch. chủ tịch Chủ tịch tổng của thống. VinFast là người sáng tạo ra VinFast đấy Tổng hả? thống. Anh tổng thống khó luôn đi. Nhầm. Cả đời thì chịu. Nhưng mà ông này giàu lắm hả? Giàu mà. Kinh, vị tỷ Giàu nhất là phú. chứng khoán. Chỉ biết Nhưng mà cái nhiều lại đau lòng là sợ. Ông ấy chứng khoán không có chịu đang đấy, đang thủ như đấy. hồi như anh Quyết ngày xưa, anh Quyết ngày xưa là Đấy, tổng đúng thống em. Việt Nam giờ. Chị lớn tuổi hơn mình à? Em. Chị Văn Quyết. Ra đây đi làm đi, please. Đâu thế à? Em đất Việt Nam cùng giờ. quê, cùng trường. Bắt Hả? ba rồi. Ra đi. Tân Dũng. À, 2K tiền mặt cơ đấy. tư Đủ đi làm đi. giống tiền ai chẳng được, gái là được. quan trọng gì Ok, và xinh video xấu. mình đến đây là kết thúc nha. Và tất cả mọi người nhớ tiếp theo một cái like xem là kỳ kênh của mình nha. Bye bye. Chỉ biết cái ông Phạm Nhật Vượng qua cái lời bài hát tổng nhảy hip hop thống thôi. là tổng thống Phạm Nhật Vượng của Việt Nam Nhầm. hết cứu. Đâm đi bà tổng thống phát. Ca này thích có gì trầm cảm không vậy? Sang sang tháng dẫn ta đi ăn bít Em tắm đi, No. tắm đi nhanh lên, anh còn tắm Em quay nốt đã. bao nhiêu phút rồi? 28 phút. Rồi Thế thì tôi đi quay đi cái em. còn tận gần 20, à gần 10 phút nữa. Hello, xin chào tất cả mọi Còn người. Hôm 15 nay mình sẽ xem phút tất cả nữa mọi người tô màu một đâu. bức tranh cực kỳ quen thuộc. Đó chính là cái đầu của Simpson đang đi nhìn trộm Thái trong nhà tắm nha mọi người. Ok, và để nó nhiều thời gian của mọi người thì Em đây thêm là đặt cái lúc áo mà nhá. có mặt Thịnh đi nhìn cái này. Em đặt lại áo nhá. Ok, và để Anh cái lúc mua đấy cho mình đi em tô thẻ màu cho Thịnh. đá. Oh my god, anh đã mua cho em 3 thứ rồi mà bây giờ anh mua cho em cái áo khoác nữa hả? Tôi Ba cái gì đấy? Vâng. Hai cái cho máy anh với cả một cái cho máy em. cỡ chịu xương rồi xương khoảng gần hai củ đâu mà thì chịu rồi. đâu toàn có cái len đắt nhất này này, còn lại là toàn 200 mấy 100 mấy thôi. Hết kiểu tiền Len không cánh mà bay. Anh sao vậy, mua len phải giảm độ có chứ, thấy chưa, không không phải phẩy hai hai năm năm thôi. nhưng mà nó không có không phẩy, nó chỉ có 2 phẩy với 2,5 thôi. Anh 2,5 độ thì mua phải là Nhưng mà chỗ em mua nó không có. em phải hỏi để tư vấn chứ. Nó ra gần đến nơi mẹ rồi. Tôi không mua tập không phải năm được Nào 0,5 0,25 khác gì nhau đâu. thật là nó lệch mắt đây.